với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Và podcast của Bóng Đen thì dành riêng cho các em sinh viên, các em thực tập sinh, các em mới bước chân vào giới agency, và đặc biệt là những em nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt với ngành truyền thông sáng tạo. Hôm nay anh đi siêu thị và anh đã cắm tai nghe. Bình thường mình sẽ nghe, anh sẽ nghe nghe nhạc, nhưng mà hôm nay anh đã bắt đầu chuyển dần sang xu thế là nghe podcast nhiều hơn. Và anh có nghe lại những cái số đầu tiên của Bóng Đèn, thì cái cảm giác của anh giống như là mình được sống lại những cái giây phút mình mới bắt đầu đi làm vậy đó. Cái cảm giác vẫn còn nguyên vẹn. Và anh mong muốn làm những cái podcast như thế này để kể những cái câu chuyện thực tế mà anh đã trải qua trong hơn 8 năm anh làm agency ở vai trò là creative. Và qua đó anh rút cho bản thân mình những bài học. Có thể là nó đúng với anh, nó có thể đúng với người này, nhưng mà nó có thể nó không đúng với người khác. Nhưng mà anyway thì tất cả chỉ mang tính tham khảo nha. Anh rất là vui nếu như những cái nội dung trong podcast mà các em nghe anh kể nó hữu ích với các em, thì các em có thể chia sẻ cho nhiều người biết, bởi vì sharing is learning. Ok, và bây giờ thì let's go. Cái chủ đề ngày hôm nay anh muốn nói đó là có 5 cái yếu tố chọn công ty phù hợp. Thì cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào? Thứ nhất là những em nào mà đang trong giai đoạn xin việc. Các em đang lăn tăn là không biết là, tức là các em nhìn thấy những cái tuyển dụng của công ty, của agency, và các em đang lăn tăn là không biết có nên apply vào công ty đó hay không. Đó là cái đối tượng đầu tiên. Đối tượng thứ hai đó là những em nào mà đã đi phỏng vấn rồi, đã đi phỏng vấn rồi và có thể là đã nhận được offer rồi, có thể là offer từ một công ty hoặc là hai công ty, và bây giờ các em đang lăn tăn là không biết nên chọn công ty nào. Tức là đang đứng ở giữa ngã ba đường đó. Và cái đối tượng thứ ba là có thể là cái đối tượng này đi làm được 1-2 năm hoặc hơn luôn. Thì những người này luôn lăn tăn là không biết là mình nên tiếp tục hay mình nên dừng lại. Tức là không biết là mình có nên tiếp tục làm công ty này hay không, hay là mình sẽ chuyển sang công ty khác. Anh tạm gọi chung cái nhóm thứ ba là cái nhóm muốn nhảy việc đó. Thì ba cái đối tượng này anh muốn gom lại chung vào trong cái podcast lần này để anh giải đáp luôn. Đó là vậy thì cái câu trả lời cho những người có từng câu hỏi đó là gì ha? Thì tự chung lại là mình, cái cách mà để mình chọn một cái công ty nó phù hợp với mình, anh thì nhấn mạnh chữ phù hợp nha. Chữ phù hợp nó rất quan trọng, bởi vì mình rất là khó đo lường. Bởi vì có công ty thì nổi hơn công ty này nổi hơn công ty kia, có công ty trả lương cao hơn công ty kia, có công ty đó thì lại gần nhà hơn. Nói chung có rất nhiều yếu tố, nhưng mà rất nhiều cái yếu tố nó tạo thành một cái môi trường làm việc, một cái công ty mà sẽ khiến mình cảm thấy nó phù hợp hơn. Bởi vì rõ ràng nếu như em làm full time thì em chỉ được chọn một công ty chứ mấy, đâu phải em làm freelancer đâu mà em có thể chọn nhiều, đúng không? Chính vậy cho nên anh đang nói câu chuyện là chọn một cái công việc full time ở một cái công ty như thế nào. Thì sau đây là 5 cái yếu tố mà đây là theo cá nhân anh nha, bởi vì anh cũng đã từng đi làm như các em rồi, anh cũng đã làm nhân viên rồi và anh hiểu cảm giác. Và đặc biệt sau khi anh đi ra lập công ty hơn 5 năm thì anh cũng đúc rút ra một số cái kinh nghiệm. Thì ở đây anh muốn chia sẻ cho các em để có thêm góc nhìn nhé. Thì 5 yếu tố đó là gì? Thì 5 yếu tố đó là: thứ nhất là công việc, thứ hai là sếp, thứ ba là đồng nghiệp, thứ tư là văn hóa công ty, và thứ năm đó là lương và phúc lợi. Thì 5 cái yếu tố này anh sẽ đi và phân tích rất là kỹ để cho các em hình dung. Thứ nhất là công việc. Khi mà các em tức là lúc mà mình nhìn vào cái công việc đó ở trong scope of work, khi mà các em đang coi một cái tin tuyển dụng, hoặc là khi mà các em đã bước vào vào cái buổi phỏng vấn,
hoặc là các em đã đi làm rồi đó, thì các em phải xem xét cái yếu tố đầu tiên, đó là cái công việc. Cái công việc này á, nó có ba cái yếu tố để cho mình phải cân nhắc. Một là em có thích cái công việc đó không. Mình, anh nói thật, về lâu về dài thì được làm cái công việc mình thích á, nó sướng rất là nhiều, nó sướng lắm. Thay vì là mình chọn một cái công việc mà có thể mình không thích nó mà mình phải làm thì nó như là cực hình. Chính vì vậy cho nên á, cái yếu tố đầu tiên về mặt công việc phải suy nghĩ là bản thân mình có thích cái công việc đó hay không. Tất nhiên nếu nói ra thì ai cũng sẽ kiểu giống như là chả ai muốn đi làm, ok chả ai muốn đi làm, nhưng mà nếu như bắt buộc phải đi làm, mà nếu bắt buộc phải chọn một công việc thì đó là công việc gì, thì các em tự đặt mình cho mình cái câu hỏi là cái công việc này mình có thích không. Ví dụ như là ví dụ em làm copywriter đúng không, thì em có thích cái công việc đó không, em thích cái công việc sáng tạo ý tưởng không, em thích công việc viết không, em thích chơi đùa với con chữ không đó. Hay là em làm graphic design đi, em có thích thiết kế đồ họa không, em thích cái công việc đó không nè, hay là do em học cái ngành đó rồi em đi làm thôi chứ em không thích nó, cho nên phải cân nhắc kỹ cái công việc đó nè, em có cảm thấy thích thú với nó, tức là thích ở đây tức là mình làm nó mà mình cảm thấy nó không quá áp lực á, nó rất là enjoy, rất là vui, mặc dù nó cũng có những cái khó khăn, những cái áp lực riêng nó, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình sống với nó đó. Là cái tính yêu thích trong công việc đầu tiên về mặt công việc, đó là hỏi mình một câu, đó là mình có thích cái công việc này không. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ở trong cái phần công việc á, đó là mình có năng lực để làm chuyện đó không. Đôi khi thích là một chuyện nha, giống như là mình muốn là một chuyện, mình có là một chuyện khác. Chẳng hạn như là các em rất là thích làm copy đi, nhưng mà các em không giỏi về viết, các em không giỏi về cái mặt làm phát triển về concept vân vân, thì nên cân nhắc lại, mình phải xem lại mình là cái năng lực của mình đó, nó phù hợp với cái công việc như thế nào. Mặc dù công việc đó thích, nhưng mình phải quay lại mình hỏi mình một câu là liệu năng lực của mình có đáp ứng được với cái công việc đó hay không, và làm cái công việc đó tốt nhất có thể hay không. Đôi khi muốn làm chuyện, nhưng nhiều khi anh cũng rất là muốn làm ca sĩ lắm, nhưng mà hát quá dở cho nên cũng không thể làm được đó. Cho nên mới nói này, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước đó. Chính như vậy cho nên là phải quay lại thực tế nha, mình thích là một chuyện, và mình có khả năng để làm tốt việc đó hay không là một chuyện khác, nó liên quan tới năng lực, ok chưa. Và cái điều thứ ba trong phần công việc á, đó là cái phần về career path, tức là cái con đường gọi là phát triển về mặt nghề nghiệp lâu dài, gọi là lộ trình thăng tiến đó. Ví dụ như là cái công việc đó là công việc em thích, ví dụ như công việc đó là cái công việc mà em giỏi, cái năng lực của em có thể làm được, thì phải đặt thêm một câu hỏi nữa là liệu cái công việc đó mình làm ở cái công ty đó thì cái lộ trình phát triển về mặt nghề nghiệp của mình đó, nó thăng tiến như thế nào. Bởi vì á, bên cạnh cái việc là công danh sự nghiệp, nó còn là cái chuyện là phát triển bản thân nữa. Sẽ không, hầu như là sẽ có rất là ít người mà sẽ cứ thích cái chuyện là mình cứ ngày này nó cứ bình á, thì thường là sẽ ít người muốn cái kiểu đó. Hầu như là ai cũng muốn á, ngày hôm sau mình phải giỏi hơn ngày hôm trước của mình ở một mặt nào đó. Cho nên cái yếu tố thăng tiến là một cái yếu tố rất là quan trọng để cho mình cảm thấy là mỗi ngày mình đi làm mình đều tiến bộ, mỗi ngày mình đi làm mình đều có cơ hội để phát triển, đều có cơ hội thăng tiến. Bởi vì khi mà các em thăng tiến, anh nói có những cái lợi như sau này. Thứ nhất là khi các em lên một cái vị trí cao hơn á, thì quyền lợi nó sẽ nhiều hơn là chắc chắn. Cái thứ hai, nghĩa vụ và trách nhiệm nó cũng sẽ cao theo. Nó khiến cho bản thân mình phải nỗ lực hơn mỗi ngày để xứng đáng với cái vị trí đó, đúng không? Ai cũng mong muốn là mình đi làm 1-2 năm hoặc hơn, mình phải lấp cái gì và này nọ, lên một cái vị trí nhất định thì mình sẽ có cơ hội để mình phát triển nhiều hơn nữa. Cho nên yếu tố đầu tiên là về yếu tố công việc thì các em phải cân nhắc. Anh nói lại, thứ nhất là bản thân mình thích hay không, thích cái công việc đó không. Cái thứ hai
là mình có làm giỏi cái công việc đó không, mình có đủ năng lực để mình làm cái công việc mà mình thích đó hay không. Và cái thứ ba đó là cái con đường phát triển sự nghiệp của mình nó có như thế nào, được chưa? Phải cân nhắc cái ba cái yếu tố nhỏ trong cái yếu tố về công việc. Rồi đến cái yếu tố thứ hai, đó là sếp. Vì sao anh tách sếp với đồng nghiệp ra riêng? Bởi vì hai cái nhóm này là hai cái nhóm có cái tính chất rất là khác nhau nhé. Cho nên là nhiều người nha, hầu như anh để ý á, thì những cái yếu tố mà anh nói ra đây là những cái yếu tố mà khiến cho một nhân sự quyết định ở hay đi. Thì sếp là một trong số những cái yếu tố rất là quan trọng, ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới cái việc ra quyết định là nên chọn công ty đó, nên ở lại công ty đó hay là nên dừng lại. Đó. Thì theo anh nhé, cá nhân anh hồi xưa cũng là một nhân viên, và anh luôn mong muốn được làm việc với một người sếp, tức là có một cái hình mẫu về mặt người sếp mà mình rất là khao khát để mình đi theo, mình học hỏi, và mình gọi là anh sẵn sàng anh phò tá hết mình á, là một người sếp hội tụ ba yếu tố: có tâm, có tầm và có tài. Tâm, tầm, tài. Và hình mẫu đó cũng là một cái hình mẫu anh hướng tới. Để bây giờ anh là một người sếp đi thì anh cũng sẽ hướng tới cái hình mẫu đó để mình phấn đấu. Có thể bây giờ chưa được nhưng mà mình sẽ cố gắng thôi để hướng tới cái điều đó. Thì khi mà các em chọn một người sếp đó, thì một người mà có ba cái yếu tố này là một người rất là tuyệt vời. Anh đặt cái tâm lên đầu tiên. Anh đặt cái tâm, tới cái tầm rồi tới cái tài. Cái tâm là gì? Anh rất là đề cao tới cái chuyện đạo đức và cái chuyện thái độ. Một người sếp mà họ tôn trọng người khác, một người sếp mà họ có một cái trái tim biết yêu thương, một người họ có một cái đức tính rất là thiện lành, anh nói là có một cái tâm tốt, một cái tâm sáng á, thì khi mà các em đi theo, các em phò tá, các em sẽ cảm thấy năng lượng nó rất là thoải mái, tích cực và nó có ích lắm. Chứ còn mà đi theo một cái người sếp mà cái tâm họ không có tốt á, thì các em cũng sẽ bị gọi là bị cái ác á, nó tích tụ mỗi ngày á, sau này mình cũng ác theo, anh nói thật. Đi theo cái gọi là đi theo người nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi như vậy. Khi mà các em đi với một người sếp mà họ không có đạo đức, họ làm ăn phi đạo đức, lúc đầu thì các em thấy hơi chướng chướng, nhưng mà các em cứ làm hoài một thời gian, tự nhiên các em riết quen, rồi em bị như vậy, gọi là bị ảnh hưởng cái nết đó. Khi nào không hay luôn, sau này con người mình bị thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi, rất là nguy hiểm. Cho nên cái người sếp đó, cái tâm họ như thế nào là mình phải để ý. Thực ra nói chung là cũng có người này người kia, sếp thì cũng có sếp đi sếp đáp, sẽ có rất là nhiều người họ có cái tâm rất tốt, một số người lại không nha. Xã hội mà, nhiều người họ làm mọi thứ để có thể đạt được mục đích của mình, họ ác lắm, nói thật luôn. Nhưng mà vấn đề là lựa chọn, họ chọn sống theo kiểu gì, và các em có quyền chọn phò tá ai. Cho nên phải cân nhắc rất kỹ để xem thử người sếp đó họ có đạo đức hay không, họ có tâm hay không nhá. Nói chung là đừng có để bị tiền là mờ con mắt nha. Rồi cái tâm, cái thứ hai là tầm. Anh đang muốn nói tới một người sếp. Vì sao? Người sếp là một người dẫn dắt cả một cái đội ngũ, cả một cái công ty, là người này phải có cái tầm. Cái tầm đó, theo anh được định nghĩa, nó là một cái người họ biết nghĩ lớn, nghĩ xa và nghĩ rộng. Các em tưởng tượng người sếp giống như một người cầm ngọn đuốc. Họ là người leader, họ là người chỉ đường, họ chỉ đến đâu member đi đến đó, họ chỉ đường sai là lọt hố, họ chỉ đường đúng thì tới vinh quang. Và chính vì vậy cho nên là cái người leader cực kỳ quan trọng. Người này có tâm, người này có tầm, tức là họ có một cái tầm nhìn xa, họ có những cái mục tiêu xa để dẫn đội ngũ đi đến đó. Họ có một cái nhìn rộng, bao quát, đa chiều, không bị phiến diện. Và họ có một cái tầm rất là lớn,
Tức là nếu như những em nào có hoài bão lớn á, thì hãy đi theo những cái người sếp họ cũng có những cái hoài bão lớn như vậy. Gọi là nghĩ lớn, làm lớn. Đã mất công một lần nghĩ thì nghĩ lớn hẳn và làm lớn hẳn luôn. Thì các em không thể nào, em là một người rất là hoài bão, em rất là đột phá, muốn làm này làm kia rất là lớn, nhưng mà em lại đi theo một cái người leader mà họ không có cái tầm mà lớn như vậy, thì chắc chắn là sẽ không đi được lâu dài, bởi vì hai người không cùng một cái chí với nhau đó. Điều đó rất quan trọng nhé. Điều tố thứ hai của sếp đó là cái tầm, và cái yếu tố thứ ba đó là cái tài. Đôi khi có những người có trái tim yêu thương, rất là đạo đức rộng mở, thiện lành, rồi họ cũng có những cái tầm nhìn xa. Nhưng mà quay lại á, là đôi khi cái tài đây là cái năng lực. Nhiều khi muốn, anh quay lại câu chuyện muốn, muốn là có, đôi khi muốn lắm, nói hay lắm, nhưng mà cuối cùng là cái tài của họ tới đâu. Có thể là về tùy nha, tùy vậy, tùy cái leader mà anh đang nói. Có thể là leader trực tiếp thì thường là những người đó họ rất là giỏi về chuyên môn, thì xem thử là cái tài năng của họ, là chuyên môn của họ nó sâu tới mức nào, cái kiến thức, cái kỹ năng của họ sâu tới mức nào. Và đặc biệt là những cái người mà gọi là những cái người sếp á, mà nếu nói về yếu tố tài á, bên cạnh cái tài năng sẵn có, bên cạnh những cái kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm họ đúc rút được, thì các em xem thử là cái người sếp này họ có một cái thói quen, hay là họ có một cái khao khát, hoặc là một cái mong muốn phát triển bản thân mỗi ngày không? Tức là những người này họ có không ngừng học hỏi không? Đó. Tức là những cái người nào mà các em thấy là tuy là họ là sếp rồi nhưng mà họ học không ngừng đó, là những người đó ít ra thì có thể là họ cảm nhận được là họ vẫn chưa giỏi và họ muốn cải thiện điều đó. Thì khi các em đi theo những cái người như vậy, các em cũng sẽ bị ảnh hưởng với cái nết, gọi là anh gọi là cái nết là cái nết ham học. Họ học hoài luôn. Đó, cho nên hội tụ một cái người sếp hội tụ đủ ba cái yếu tố này thì anh tin rằng là có thể là các em đi theo những cái người này để phó tá, các em sẽ học rất nhiều. Học về kiến thức, học về kỹ năng, học về thái độ, và đặc biệt là học một cái tính rất là tốt, đó là học không ngừng nghỉ. Dù họ có lớn tới cỡ mấy thì đối với họ vẫn suy nghĩ một điều là mình, những cái kiến thức mình biết đó, nó cực kỳ nhỏ bé so với cái xã hội ngoài kia. Một ngày mà mình ngừng học là một ngày mình đang đi thụt lùi lại. Đó. Cho nên một người sếp có tâm, có tầm và có tài là một người sếp rất tuyệt vời. Đó là yếu tố thứ hai đó, liên quan tới sếp. Yếu tố thứ ba đó là đồng nghiệp. Cực kỳ quan trọng. Đồng nghiệp rất quan trọng. Anh đã trải qua một cái gọi là một cái bad trip á. Hồi xưa anh đi thực tập, anh không tiện nói tên, nhưng mà anh đã bị đồng nghiệp anh chơi một vố. Nói chung cũng không quá ghê gớm, nhưng mà làm anh gọi là trái tim non nớt của anh lúc đó bị tổn thương khá nhiều. Mình không thể tưởng tượng được tại sao đồng nghiệp mình lại chơi mình một phát ngay trước mặt sếp mình như vậy luôn. Anh sẽ kể cái bad trip đó như thế này. Giống như là sếp của anh giao cái bài đó cho chị leader trực tiếp của anh. Thì chị leader trực tiếp mới giao là ok, anh làm phần 1, cái bạn kia làm phần 2. Thì ok, anh nghe vậy thôi, thì anh làm phần 1 của anh xong. Cái đến khi mà sếp mới hỏi là ok, tới giờ deadline rồi, bây giờ các em giao cho chị hai phần đi, phần 1 và phần 2. Thì lúc đó mình giao phần 1, nhưng mà bạn kia chưa làm xong phần 2. Thì thay vì bạn đó nói cái ý là, bạn là đồng nghiệp của mình, thay vì nói cái ý là ok, em chưa làm xong, bây giờ cho em 3 tab hay vân vân, nhưng mà không. Đồng nghiệp của anh lúc đó thì chơi một cú rất hay, một pha bẻ lái cực gắt. Đó là quay lại nhìn anh và nói Ủa? Lẽ ra bạn là người làm phần 1, phần 2 mà mình làm phần 1 mà. Nói chung là lúc đó mình cũng anh nói thật là lúc đó anh cũng không biết xử lý sao, bởi vì bây giờ tình ngày lý gian rồi, đâu có mail mót gì đâu mà lục lại. Thì cuối cùng thì thay vì là ngồi trách cứ nhau thì nhào vào làm cho xong, nhưng mà
Anh cảm thấy là đúng là có những cái pha lật mặt mà mình không thể ngờ được. Cho nên anh nói thật, làm việc với mấy cái đồng nghiệp như vậy là trước sau gì tụi em drama theo, tụi em xấu tính theo luôn á, tụi em minh theo luôn á, nó cực kỳ tệ hại, nó giống như những cái liều thuốc độc, giống như là tụi em ăn rau ăn quả mà bị phun thuốc từ sau, mỗi ngày chút chút là thế nào bị ung thư. Thề, cho nên tuyệt đối đừng có dính vô những cái người đồng nghiệp xấu xa xấu tính như vậy thì nên dẹp. Cho nên yếu tố đồng nghiệp rất là quan trọng, những cái người đó là những cái người làm việc với mình hàng ngày, là teamwork với nhau, gọi là teamwork mà, là cùng một team mà. Mà anh nói thật, giống như là con sâu làm rầu nồi canh vậy đó, giống như một team mà ai cũng tốt á, tự nhiên có người xấu thế nào là tụng bị ảnh hưởng bởi nguyên một team, nói về năng lượng luôn chứ không nói gì chứ cái chuyện mà mình giao tiếp với nhau hàng ngày đâu. Anh nói con sâu làm rầu nồi canh thì nó nghe thì nó bị bình thường quá, thì có thể nói như thế này đi, ví dụ một bàn tiệc rất ngon, một bàn tiệc cực kỳ ngon, chỉ cần ở đâu đó dính một tí phân thôi, các em có dám ăn không? Các em có dám ăn bàn tiệc đó không? Ghê òm, đúng không? Cho nên á, cái yếu tố thứ ba là đồng nghiệp á rất là quan trọng. Các em làm trong một cái công ty mà đồng nghiệp khi nào cũng chia sẻ, giúp đỡ, lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ nhau hết mình á thì quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ở đâu ra một cái nhóm như vậy, chung một cái tinh thần, chung một cái chí hướng và cùng nhau giúp đỡ nhau, không ngại ngần một cái gì, không nói xấu nhau, quá quá tuyệt vời. Theo như anh biết thì sẽ cũng hơi ít những cái công ty như vậy, nhưng mà là có chứ phải không nha, có chứ phải không, nhưng mà hơi ít. Để hầu như là có thể là các em được công việc ok, sếp của ok, nhưng mà bị dính cái vụ đồng nghiệp cái là cũng banh sớm à. Nói thật, trừ khi mà sếp các em phát hiện ra điều đó sớm và tẩy, gọi là đào thải luôn những cái mối mọt đó, thì may ra thì cái đội đó vẫn còn. Chứ còn mà chứa chấp những cái con sâu như vậy thì chỉ có banh sớm thôi. Anh nói thẳng là như vậy luôn á. Cho nên đồng nghiệp rất quan trọng nha các em, đồng nghiệp rất là quan trọng. Yếu tố thứ tư đó là văn hóa công ty. Văn hóa nghe nó cũng hơi gì hả? Hơi khó hiểu đúng không? Đúng không? Văn hóa thì anh nói như thế này. Đối với anh á, văn hóa là những cái gì mà nó đẹp. Những cái xấu á không gọi là văn hóa nhé. Những cái gì đẹp đẽ và nó thành một cái nếp, nó thành một cái lặp đi lặp lại. Nó giống như con người mình có một cái cá tính, có một cái thói quen á. Cái văn hóa là những cái cách mà ứng xử. Và nó đã tạo thành một cái thói quen rồi, nó là một cái nếp chung, giống như là công ty là một cái gia đình thì cái đó gọi là cái nếp nếp nhà. Những cái luật bất thành văn về cách ứng xử, về cách trao đổi, về cách nói chuyện, vân vân, về cách xử lý tình huống, về cái tinh thần chung. Thì cái văn hóa công ty ấy, thì các em phải suy nghĩ xem thử là ở đó khi mà bước vô công ty đó, cái văn hóa của họ là cái văn hóa theo kiểu là rất là cởi mở, thoải mái, trẻ trung, rất là willing đón nhận những cái mới. Cái văn hóa là cái văn hóa cho đi, hay là cái văn hóa là rất đề cao tính sáng tạo, đó. Hay là ví dụ như có một số công ty thì họ sẽ khá cứng nhắc, tức là cái văn hóa của họ là kiểu giống như có một số công ty nha sẽ đi theo cái kiểu giống như là chỉ đề cao những người có kinh nghiệm thôi, những người lâu năm sống lâu lên lão làng thì có tiếng nói, còn những cái em mà mới vô hoặc là những ít kinh nghiệm thì chả ai quan tâm, thì đó phải để ý những cái này nhé. Rồi hoặc là văn hóa của công ty đó là vừa làm rồi vừa chơi rồi vừa học, tức là cái văn hóa của công ty là luôn thúc đẩy, luôn động viên và luôn cổ vũ nhau, khuyến khích nhau là hãy học cái mới mỗi ngày, vân vân. Và có những cái buổi và làm thành thực tế luôn á, là có những cái buổi training nội bộ hay là có khóa học này chia sẻ vân vân, thì đó nó thuộc vào một cái gọi là một cái văn hóa luật bất thành văn rồi. Nó có từ những cái lúc sơ khởi rồi và nó cứ duy trì từ ngày này sang tháng khác đó.
thì khi mà các em vào các em xem là cái văn hóa nó như thế nào, nó rất quan trọng nhé. Tiếp theo, cái yếu tố cuối cùng, yếu tố số 5 anh cũng muốn chia sẻ, đó là lương và phúc lợi. Vì sao anh để nó cuối cùng? Bởi vì thực ra nó là cũng là một trong năm yếu tố quan trọng, quan trọng và cần thiết, nhưng không phải là tất cả, đúng không? Bởi vì thực ra có những số cái tiền không mua được em. Anh gặp một số người bạn của anh đó, bằng tuổi anh luôn, đi làm 5 năm, đi làm 5 năm, 7 năm, tiền nhiều á, lương tháng vài ngàn đô là bình thường. Cỡ anh nói chung là một số người bạn anh giàu lắm, làm những cái công việc mà lương một tháng mấy ngàn đô. Thì nhưng mà tiền thì nhiều, nhưng mà cái gọi là cái môi trường rất là toxic á, cảm thấy rất độc hại. Mỗi ngày đi làm về là chỉ có khóc thôi, kinh khủng tới mức đó. Tất nhiên thì tới cuối tháng thì con số trong tài khoản nó nhảy lên thì cũng cười cười vui, nhưng mà hàng ngày ấy, cái điều mà nó tích tụ nó không có được thoải mái ấy. Thì ta nói những cái căn bệnh mà gọi là tâm bệnh ấy, nó khó chữa lắm. Nó suy nhược cơ thể mình luôn, nó trì trệ mình luôn. Một ngày hai ngày không nói gì, vài năm đi rồi xem. Thứ nhất là lão hóa sớm, thứ hai là bệnh tật trong người ấy. Tiền lúc đó biết bao nhiêu mà chữa cho được. Có những cái thuộc về tinh thần các em không mua được bằng tiền đâu. Cho nên là anh nói vậy để cho có thể là đối với một số người mà thực tế thì cũng cảm thấy nó hơi viển vông, nhưng mà thì quay lại thực tế nó là vậy, tiền không phải tất cả nha. Thì yếu tố thứ 5, lương và phúc lợi ở đây các em phải cân nhắc như thế này nè. Nó phải yếu tố quyết định, nhưng mà nó cần là một yếu tố để cân nhắc, để xem thử là cái mức lương đó các em có đủ sống không. Bắt buộc là phải có một cái mức thu nhập mà đủ để trang trải cuộc sống của mình. Thông thường là một cái vị trí thì công ty này với công ty kia là nó sẽ có một cái range, nó là sẽ có một cái giải lương, thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu. Nó sẽ xê xích trong cái khúc đó, sẽ có công ty trả cao lương cao hơn một tí, có một số công ty trả thấp hơn một tí. Nhưng mà anh tin là sẽ không có chênh lệch nhiều đâu, bởi vì anh cũng làm nhân sự cho nên anh biết là trong ngành nó sẽ có cái benchmark chung của cái từng cái vị trí với từng cái scope của công việc rồi. Cho nên xe xích nó sẽ không nhiều, một vài triệu, 2-3 triệu thôi, nó cũng không có quá là chênh lệch quá nhiều. Thì các em cũng phải suy nghĩ là cân nhắc những cái yếu tố còn lại để xem thử là nếu như một cái công ty mà nó đạt được 4 yếu tố kia, những công ty lương cao thì lại không đáp ứng được, thì mình cân nhắc thử là mình có thể hy sinh 1-2 triệu đó để đáp lại là bằng những cái yếu tố còn lại hay không. Đó, thì lương là cái yếu tố mà anh nghĩ là nên cân nhắc sau cùng. Bởi vì bà nói đi thì phải nói lại, ai đi làm là cũng phải đi làm để kiếm tiền nữa. Giống như cái tháp nhu cầu của Maslow, cái cơ bản nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu về sinh lý, về ăn mặc, về trang trải cuộc sống, đó là điều bắt buộc. Rồi mới nói tới những chuyện khác, đúng không? Giống như cái việc mà giống như mình hay nói với nhau là bây giờ mình đang bị đau cái chân, thì mình chỉ nghĩ tới cái chân đau của mình chứ mình có nghĩ được cái gì khác đâu. Cho nên là cũng cần có một cái mức lương nó đủ sống, có thể đủ trang trải, và nó khiến cho mình có một cái khoản dư nào đó mà mình cảm thấy thoải mái để mình làm việc này việc kia. Thì ok, các em có thể cân nhắc. Còn nếu như công ty nào mà vừa lương cao mà vừa công việc tốt, rồi vừa sếp tốt, rồi đồng nghiệp dễ thương, rồi văn hóa xịn nữa thì thôi, còn nói gì nữa, đúng không em? Quá tuyệt vời. Ok, cái podcast này hôm nay cũng để 30 phút rồi, nó dông nó dài, nhưng mà anh vẫn anh muốn là nói thật là kỹ để cho các em hiểu. Và anh tin là những cái em nào vẫn còn đang nghe podcast của Bóng Đèn là những người em rất là đam mê về cái ngành này, rất là nghiêm túc để đi theo cái ngành truyền thông sáng tạo. Và nếu các em thấy cái này nó hữu ích thì có thể share với nhiều người biết.
Các em có thể nghe cái podcast ở trên Spotify, Apple Podcast, trên SoundCloud hoặc là trên nền tảng YouTube của Bóng Đèn. Cảm ơn các em. Chúc các em khỏe mạnh, bình an và ngủ ngon nha. Bye bye.